Hello, xin chào tất cả các tình yêu. Sau 24 giờ chúng ta lại gặp nhau với video của Quỳnh Lương rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cách để làm sạch da tại nhà cực kỳ hiệu quả. Cũng như việc chúng ta sử dụng sữa rửa mặt hàng ngày thì việc tẩy da chết cũng cực kỳ là quan trọng mà chị em chúng ta không được quên và không được bỏ qua công đoạn này. Hàng ngày làn da của chúng ta chịu rất nhiều tác động từ bên ngoài như môi trường, khói bụi, ô nhiễm và cũng chính từ đó thì phát sinh ra rất nhiều da chết và các tế bào chết trên làn da của chúng ta. Việc loại bỏ tế bào chết thì cũng như việc loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn và khói bụi, các chất gây ô nhiễm và các tia UV ra khỏi làn da của chúng ta để chúng ta có một làn da khỏe mạnh, có thể thẩm thấu các dưỡng chất từ các loại kem tốt nhất, thúc đẩy quá trình tái tạo da của chúng ta nhanh hơn, giúp chúng ta có một làn da khỏe mạnh hơn. Nếu như chúng ta không sử dụng và không áp dụng việc tẩy da chết thì khi chúng ta sử dụng các loại kem dưỡng ẩm dưỡng da, làn da của chúng ta chỉ thẩm thấu các dưỡng chất đấy được khoảng 3%. Nhưng nếu như các bạn sử dụng tẩy da chết thì các dưỡng chất đấy chúng ta sẽ thẩm thấu vào trong gương mặt của chúng ta được 100%. Việc tẩy da chết cũng làm khô thoáng lỗ chân lông và làm se khít lại các lỗ chân lông, giúp giảm các mụn ẩn và mụn đầu đen cực kỳ hiệu quả, giúp gương mặt của chúng ta bớt nổi mụn hơn. Vậy hôm nay mình sẽ sử dụng kem tẩy da chết để tẩy da chết và hướng dẫn mọi người nhé. Mình sẽ sử dụng tẩy da chết của Magic Skin. Bước thứ nhất, trước khi vào tẩy da chết thì chúng ta cần làm sạch toàn bộ gương mặt của chúng ta và bằng sữa rửa mặt. Sau đó thì lau khô nhưng chúng ta chỉ lau gọi là gần khô, vẫn còn giữ được độ ẩm, rồi sau đó mới bôi kem tẩy da chết lên nhé. Bước thứ hai, chúng ta sau khi rửa sạch da mặt và giữ được độ ẩm cần thiết thì bước thứ hai chúng ta sẽ sử dụng kem tẩy da chết, lấy một lượng nhỏ vừa phải, bôi lên các vùng như là má này, trán này và mũi, cằm. Sau đó dùng tay tản đều kem tẩy da chết lên toàn bộ gương mặt. Và để khoảng 1 phút. Sau khi để khoảng 1 phút, chúng ta sẽ sử dụng bông tẩy trang này để lau toàn bộ các da chết trên gương mặt của chúng ta đi. Đây. Rất là bẩn đúng không ạ? Rất nhiều tế bào chết. Bình thường thì sau khi tẩy da chết thì chúng ta sau khi cái bước tẩy da chết này thực hiện xong ấy thì chúng ta có thể sử dụng bước tiếp theo là đắp mặt nạ hoặc là xông hơi để làm se khít nếu như đắp mặt nạ thì các dưỡng chất từ mặt nạ sẽ thẩm thấu cực kỳ tốt vào làn da của chúng ta. Còn nếu xông hơi thì cũng làm giãn nở các lỗ chân lông. Vậy là mình đã kết thúc việc tẩy da chết. Ngoài sau khi xong tẩy da chết thì chúng ta có thể đắp mặt nạ hoặc là xông hơi đều được. Việc tẩy da chết này thì sẽ khiến làn da của chúng ta mịn hơn và rất dễ gây nghiện. Nhưng chúng ta chỉ nên sử dụng tẩy da chết 1 đến 2 lần trên 1 tuần thôi. Vì nếu như sử dụng tẩy da chết nhiều thì làn da của chúng ta sẽ bị bào mòn, không tốt cho làn da. Việc tẩy da chết là một công việc cực kỳ quan trọng, mọi người không nên bỏ qua để chăm sóc làn da của chúng ta. Công việc này cũng rất là đơn giản và dễ làm, dễ sử dụng. Hy vọng là sau video này mọi người sẽ biết cách tẩy da chết một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất. Video của Quỳnh Lương đến đây là kết thúc rồi. Mọi người hãy like, chia sẻ bài viết trên tường trên trang cá nhân của mình và đăng ký kênh Quỳnh Lương để nhận những video về làm đẹp và về sức khỏe sớm nhất từ Quỳnh Lương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.